Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa được Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức vào chiều ngày 10 tháng 1. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2023, Vườn quốc gia Hoàng Liên cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo tồn, bảo vệ và phát triển rừng. Nổi bật là triển khai 4 mô hình bảo tồn nhân giống loài thông che lá dài mô hình nhân giống lan kiếm bạch ngọc xuân và lan kiếm hồng hoàng mô hình thu thập nhân giống và trồng bảo tồn cây dược liệu hoàng tinh hoa đỏ và mô hình bảo tồn phát triển cây lan kim tuyến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh yêu cầu Vườn Quốc gia Hoàng Liên chủ động phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa để mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng luật lâm nghiệp đến các đơn vị, chủ rừng, người dân địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ gìn tài nguyên, chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đồng thời tiếp tục xúc tiến du lịch sinh thái, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Dịp này, một cá nhân vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, một cá nhân được tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai. Vườn quốc gia Hoàng Liên khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.